Được thân ái gửi lời chào mừng tất cả quý vị đến với chương trình Đồng Luồng Thế Sự thuộc hệ thống truyền hình Kali Today. Kính thưa quý vị, sau ngày 1 tháng 10 năm 2019, thì chúng ta thấy cái bộ mặt của Trung Cộng đang đưa ra cho thế giới nhìn thấy cái sức mạnh quân sự cũng như là những cái vũ khí vũ tài và những lời tuyên bố một cách hùng hồn. Nhưng trên thế giới này, ngày nay, cái quyền lực để mà ảnh hưởng đến thế giới nó không nằm ở cái chỗ mà mình có bao nhiêu vũ khí, mà mình có cái sự ảnh hưởng từ cái tâm địa, từ cái sự khẩu phục và tâm phục. Điều đó nó rất là khó. Tuy nhiên, ngày hôm nay, cái khuynh hướng của thế giới, người ta đi chinh phục các nước khác bằng những cái niềm tin yêu, bằng những sự tin tưởng, bằng những cái sự hợp tác và cùng nhau để thăng tiến. Hay nói đúng hơn, cái chính sách mà win to win, người nào cũng có thể thắng được. Thưa quý vị, từ khi con người có trên cái sự hiện diện của quả đất này đó, thì cái sự phát triển về chủng tộc, về màu da, về cái cuộc sống đó, con người đã tạo nên những cái sự xung đột và có chiến tranh. Thì từ trước đến nay, cái cuộc chiến tranh mà cổ điển nhất thì chúng ta thấy rằng họ có thể dùng dao gậy, họ có thể dùng đá gạch, rồi tiến bộ hơn nữa, họ có thể dùng vũ khí, dao găm, rồi tương tự như vậy, năm 1945, chúng ta thấy quả bom nguyên tử Hiroshima, Nagasaki là hai hòn đảo đã gánh chịu. Thì càng ngày đó, cái chiến tranh đó, nó có vẻ bạo lực và có vẻ là chết chóc. Nhưng mà cho đến cái thời điểm của thế kỷ thứ 21 này đó, thì người ta cho rằng những cái loại cổ điển đó đó, thì nó thuộc về cái dạng xa xưa rồi, gọi là cuộc chiến tranh cổ điển. Bây giờ đó, để mà cho một cái cuộc chiến tranh nó sang qua cái thời đại của khoa học kỹ thuật, thì gọi là cuộc chiến tranh hiện đại đó, thì nó có vẻ mềm hơn, nhẹ nhàng hơn và đi vào lòng người nhiều hơn, không phải bằng những cái cú đấm sức mạnh, bằng những cái bắp thịt, mà bằng có thể lý trí, bằng trái tim, bằng có một cái gì đó được gọi là vừa nhân ái vừa chiếm đoạt. Cho nên ngày xưa đó, người ta thường gọi là chiếm đất giành dân. Nhất là hồi xưa, trước năm 1975, chúng ta nghe mấy ông Cộng sản lúc nào cũng muốn là chiếm đất giành dân, thì cái chuyện đó nó đi vào cái dĩ vãng rồi. Ngày hôm nay đó, người ta không đi theo cái kiểu đó, nhưng mà người ta giành dân, người ta giành cái ảnh hưởng từ cái lãnh thổ nọ qua lãnh thổ kia bằng những cái phương thức mà họ tạo ra để cho cái người đó, để cho cái quốc gia đó, để cho cái cộng đồng đó phải bắt buộc gắn bó với một cái sức mạnh nào đó từ bên trời ấy, từ bên Pháp, từ bên Mỹ chẳng hạn. Ví dụ như chúng ta thấy ở một cái nước nào xa xôi không có gần với Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nhưng mà cái đồng đô la của Hoa Kỳ lại là cái sức mạnh tiềm tàng mà họ muốn, nghĩa là sống chết với đồng đô la. Đó cũng là một cái sức mạnh mà chúng tôi có thể tạm ví dụ để cho quý vị thể hình dung được thế nào là quyền lực mềm trong cái thời đại mới. Thì ngày hôm nay, kính thưa quý vị, chúng tôi xin gửi đến quý vị một cái chương trình đặc biệt nghiên cứu về cái bài học mà Việt Nam đã là cái người mà đi sát với Trung Cộng, mà Trung Cộng từ trước đến nay á, thì họ đã có một cái quyền lực gọi là cái quyền lực chiếm đất giành dân, nhưng mà bây giờ họ lại đổi sang cái quyền lực mềm. Thì Việt Nam có thể là dùng cái đó hay không, ứng dụng cái đó hay không, và muốn ứng dụng thì phải thấy ông thầy của mình có làm được hay không, thì Trung Cộng có làm được hay không. Tất cả những cái điều đó, ngày hôm nay chúng tôi cùng với anh Tổng Giám đốc Hệ thống Truyền hình Kali Today, anh Nguyễn Xuân Nam sẽ bàn đấy những cái mà được gọi là quyền lực mềm, quyền lực nào gọi là cổ điển, quyền lực nào gọi là hiện đại để có thể ảnh hưởng đến thế giới, và Trung Cộng đã học được gì từ cái đó, mà ai là cái người đã thực hiện cái điều đó. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị theo dõi trong chương trình của Đồng Luận Thế Sự hôm nay. Nhưng trước hết, chúng tôi là Nguyễn Hồng Dũng xin được kính chúc quý vị cùng toàn thể gia quyến có được những ngày tháng an vui và gia quyến hạnh phúc. Và chúng tôi xin được trân trọng kính chào anh Nguyễn Xuân Nam. Chào giáo sư Dũng, kính chào quý vị. Cái đề tài này rất là thú vị, thú vị kinh khủng luôn. Và càng nghe càng đọc thì càng thấm. Ngày xưa giáo sư thấy mình tiếng sáo trương lương không? Dạ. Tiếng sáo trương lương trên sông mà. Tiếng sáo trương lương là có thể làm bãi hoại tâm lý của đối phương. Nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ vợ, nhớ con, bỏ ngủ, rã rời, không chiến đấu nữa.
Bộ thiên sáo thôi. Hồi xưa Lý Thường Kiệt cũng cũng dùng cái điều đó đó. Anh em, à, bộ thiên sáo. Rồi thấy Nguyễn Trãi 10 năm nằm gai nước mật để giúp Lê Lợi. Lấy nước đường viết trên lá, kiến ăn thành cái chữ thông điệp. Minh quân. Để dân chúng chạy theo, để ủng hộ Lê Lợi. Vi quân, Nguyễn Trãi vi thần. Vi thần, thấy không? Đó là gì? Đó là chủ quyền lực mềm mà. Không dùng tên, không dùng cung, không dùng đàn, mà Trương Lương chỉ dùng tiếng sáo của mình. Và Nguyễn Trãi khi sử dụng cái cây bút, nghệ thuật của mình, nghệ thuật cây bút viết bằng đường trên lá, kiến ăn đường, dẫn đến thành những chữ Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần, và tiêu diệt được giặc Minh trên đất nước Việt Nam. Thế đó là gì? Cái đó là tâm lý chiến mà. Đó là quyền lực mềm. Quyền lực mềm. Không dùng sức mạnh cứng của vũ trang và thắng bằng quyền lực mềm. Nó bàn bạc trong lịch sử nhiều lắm. Trong thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa, đi là đài phát thanh gương thiên ái quốc. Của chị Mai Hằng ở đây. Đúng không? Đúng không? À, cho những đứa con sinh bác tự trong nam. Đúng không? Thường nghe lắm. Bây giờ mấy mình nửa đêm ấy, đang thanh vắng mà thầy Dũng ngồi nghe như vậy. Làm sao không nhớ nhà? Làm sao không nhớ vợ? Không làm sao không nhớ mẹ già? Làm sao không nhớ con thơ tại đất Bắc? Trên hồi chánh rã ngủ đầu quân và rã rời chiến đấu. Cho đến ngày xưa cho đến bây giờ này, cái chuyện đã có từ ngày xưa rồi, cái chuyện mà dùng cái sức mạnh của tinh thần, không? Dùng cái sức mạnh không phải vật chất để xâm lăng đó, để chiến thắng đó, đã từ ngày xưa, đó là quyền lực mềm. Đối lại với quyền lực cứng là vũ trang hay chạy đua, tàu bè, nguyên tử này nọ, hỏa tiễn, thì anh thấy Bắc Hàn chạy đua vấn đề mà quyền lực cứng, đúng không? Iran chạy đua quyền lực cứng, nhưng có một số quốc gia hay chạy đua quyền lực mềm. Đài Loan quyền lực mềm rất là mềm. Chúng ta mê cái Đài Loan, thế giới mê Đài Loan, đâu phải vì Đài Loan có hỏa tiễn tầm xa đâu, hay là có vũ khí lớn đâu, đúng không? Cho nên cái vấn đề chính cái đó là cái suy nghĩ. Cho nên cái thời ngày xưa đó, ta có dùng quyền lực mềm, hay là chúng ta hay thường trích cái câu của Tôn Tử, công thành và công tâm, chiếm công tâm, thì chúng ta thấy là ngày xưa nó có, nhưng nó chưa trở thành một khoa học như hiện nay. Anh thấy Đông Âu sụp đổ, có ai xâm lăng không? Nga sụp đổ, Liên Xô sụp đổ, có ai xâm lăng không? Mà có khi cái sự xâm lăng của chiếc quần jean, cái sự xâm lăng của môn nền văn hóa, tiềm ẩn. McDonald's, Nike, họ quẹt ga, Zippo. Và có khi là chiếc quần jean. Jean. Do vậy, những cái đơn giản như vậy, có khi ta có sức mạnh của nó, cái rất là ghê gớm. Cho nên ngày nay, cái cuộc chiến tranh quyền lực cứng, quyền lực mềm, Mỹ nó áp dụng rất là tài giỏi. Có khi, bây giờ Trung Cộng, chúng ta mới vừa biết được, trong thời gian gần đây, Trung Cộng đang dùng, bắt đầu anh ngoi lên, bây giờ anh bắt đầu sử dụng quyền lực mềm. Nhưng bắt đầu ngoi lên. Bây giờ bắt đầu học Mỹ nữa. Cái thứ quyền lực mềm học gì nữa biết. Anh học cái vấn đề cấm vận. Mỹ dùng cái cấm vận để bắt những kẻ thù của nước Mỹ, kẻ thù của đồng minh Mỹ phải quỳ gối xuống. Một cách quỳ gối đâu là đóng ngọt bởi ngoặt. Theo đó phải là đầu hàng. Theo đó đầu hàng. Ví dụ Venezuela tẩy chay dầu. Venezuela sống với dầu. Khi bị tẩy dây dầu còn gì nữa sống. Tiêu thôi. Thì phải tiêu lại Mỹ. Hay là Iran. Đối với Iran. Đúng không?
hay là đối Bắc Hàn cấm vận. Cho nên Mỹ dùng người cấm vận để đánh vào đối thủ của mình, hay là ngay cả Trung Quốc, Huawei, Hikvision là một loạt các công ty bị blacklist để đánh vào những công ty đó. Hay là Thổ Nhĩ Kỳ không nghe lời tôi gì, cho luôn, tôi cấm vận anh. Và tôi trừng phạt những cái viên chức cao cấp của anh. Thì Thổ Nhĩ Kỳ bắt ban đầu gì vứt thư tổng thống Trump vô trong soạt rác, không tiếp, nhưng cuối cùng phải tiếp, phải nghe lời. Bởi vì sao? Sợ lời. Sợ cái trừng phạt. Trên Trung Cộng bây giờ học cái trừng phạt. Và sắp tới nếu có thời giờ giáo sư Dũng chúng tôi sẽ mời bạn đến quý vị. Trung Cộng người ta đang quan sát trên thế giới hiện nay là Trung Cộng dùng cái đòn trừng phạt đầu tiên với Úc như thế nào, và Úc sẽ phản ứng ra sao. Tại vì Trung Cộng chập chững vào dùng cái đòn sanh sinh trừng phạt, chúng ta sẽ nói trong đề bài khác là khi Trung Cộng dùng cái đòn trừng phạt là chính sách đối phó với ngoại quốc. Thì trong bài này chúng ta nói về chuyện về vấn đề quyền lực mềm. Thực sự mà nói, như lần trước chúng tôi đã thương giáo sư Dũng và tất cả quý vị, người ta mới đưa cái công của ông, người phát minh ra, người tạo nên khoa học của chiến tranh quyền lực mềm này là ông Nish, ông giáo sư của nước Mỹ, của trường học Kennedy. Nhưng mà theo tôi đó, cái đó có từ ngàn năm rồi. Ông này ông chỉ áp dụng thôi, hệ thống hóa lại, lý thuyết hóa ra lại để thành một cái khoa học, đó là quyền lực mềm. Nhưng mà thực sự trong chúng ta đã nói là xưa nay quyền lực mềm đâu mới bây giờ đâu, đã có ngàn năm, có ngàn năm phải mới bây giờ. Thì quyền lực mềm là gì? Là khi cái thế giới này đã xâm lăng mà không thấy binh lính, chiếm thành mà không có thấy binh lính, không thấy vũ khí, và có thể người ta nói rằng sức mạnh của nước Mỹ, nơi nào có đồng đô la là nơi đó có sức mạnh nước Mỹ. Thì có nước nào chỉ, thầy Dũng chỉ tôi nước nào không xài đô la chỉ đi. Hay là lãnh thổ nước Mỹ từ lúc mặt trời mọc ở phương Đông mà tới mặt trời lặn ở phương Tây, chỉ thôi chỗ nào không bị ảnh hưởng đi. Toàn bộ ha, toàn bộ. Do vậy cái chính sách gọi là chiếm đất giành dân, dùng vũ khí, dùng đàn áp, dùng nhà tù này nọ, chẳng hạn như cái bài rất là hay, mà có một bài rất hay thì như của Việt Dũng đó phải, anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh, có năm lọc Việt Dũng hay Việt Cánh gì đó, thì tôi giải phóng tôi hay tôi giải tôi giải phóng anh hay anh giải phóng tôi. Cái bài đó rất là hay. Hay chuyển thành Spark và thành Troa, thành Spark và thành Athens của Hy Lạp. Một cái thành Spark là một thành mà mạnh về quân sự, tấn công vào thành Athens là toàn nhà toán học, những nhà triết học, những nhà sử gia, những nhà kinh gia, tác gia. Nhưng khi mà chiếm được thành Athens rồi đó, thì thành Athens, cái nền văn minh đó chinh phục lại người Spark. Và thành Spark đã thành Athens hóa. Cái người khi người bị chiếm chinh phục lại người chiếm mình, giống như Dương Thu Hương theo cái đoàn quân miền Bắc vào Sài Gòn chiếm Sài Gòn. Nhưng mà khi chiếm Sài Gòn xong á, là miền Nam, họ mới thấy ủa Sài Gòn cũng giống như mình vậy. Mà mới thấy người bộ đội miền Bắc vào Sài Gòn giống như những đàn bò về thành phố vậy. Và đứng trước một nền văn minh của Sài Gòn ngộp thở, cơ sở vật chất ngộp thở, một cái nền dân chủ ngộp thở, một trình độ sống ngộp thở, và chính cái đời sống Sài Gòn chinh phục lại Hà Nội, chinh phục. Tôi có đọc cái bài viết mới nhất trên Facebook của Quỳnh Ngọc Trên, thì đọc xong mình suy nghĩ nhiều. Anh ta tả Hà Nội và chính phủ Việt Cộng đổ tiền của đó như vô giới hạn, nhưng mà nó vẫn làm tài quyền. Nhưng mà chỉ thấy cái nhà nó bự hơn, con đường nó lớn hơn, nhưng mà thấy cái sức mạnh vật chất nó bùng nổ lên.
nhưng mà đầu óc lại nhỏ hơn. Nhưng mà không thấy cái nền văn minh, không thấy dấu vết của nền văn minh. Và Sài Gòn sau 45 năm vẫn đóng vai trò đầu tàu về kinh tế, văn hóa, xã hội và tiến bộ của nhất của Việt Nam. 45 năm nửa thế kỷ rồi, anh không những không đuổi bằng Sài Gòn mà anh phải bị Sài Gòn chinh phục. Như vậy là tôi giải phóng anh hay anh giải phóng tôi? Ai giải phóng ai? Lịch sử như vậy. Cho nên cái cuộc chiến tranh, cái chiến tranh mà quyền lực mềm, đất không thấy biên giới, không nghe tiếng súng nổ, không thấy đoàn quân, không thấy xe tăng đại bác, nhưng mà đã công phá tất cả thành, từ cái phong trào công đoàn đoàn kết ở Gdansk của Ba Lan, dẫn đến cái sự sụp đổ của bức tường Berlin, dẫn tới sự sụp đổ của Đông Âu, và bao nhiêu cái đế chế cũng chỉ sụp đổ bởi vì thuận thiên giả tồn người tiên gia vong bì. Thiên là gì? Là dân. Thiên là dân, thuận thiên là thuận dân, ý dân là ý trời, đúng không? Cho nên cái cuộc chiến mà công tâm á, mới đó là thực sự là chiến thắng quan trọng. Thì chúng còn bắt đầu chơi này, thì ông Ni đó, trước khi mình đi vào vấn đề này, ông Ni đó, giáo sư Ni đó, năm 1990 ông ra một cuốn sách, ông ra cuốn sách mà mang cái tên đó mà giáo sư Dũng có thưa quý vị lần trước là Bow to Lead, The Changing Nature of American Power, là cuốn sách có khuynh hướng để lãnh đạo là bản chất thay đổi của quyền lực nước Mỹ. Quyền lực nước Mỹ là gì? Là chiến thắng đệ nhị thế chiến, bá chủ thế giới này sau của đệ nhị thế chiến, đúng không? Đó là đơn cực siêu cường quốc. Nhưng mà tại sao là khi cái quyền lực có thay đổi là Mỹ có phải dùng bom, dùng nguyên tử để đe dọa các nước khác không? Mà Mỹ dùng cái gì? Dùng một cái quyền lực của nước Mỹ đang bị thay đổi, là từ quyền lực cứng sang quyền lực mềm. Sở dĩ mà châu Âu đi theo Mỹ là nợ Mỹ trong chiến sách Marshall. Sau cái thế chiến thứ hai, Mỹ đổ biết bao nhiêu tiền đầu tư và công sức đầu tư vào châu Âu để vực cái châu Âu dậy. Tại sao sau cái chiến tranh thế giới thứ hai đánh Nhật gục như vậy bằng bom nguyên tử, nhưng mà tại sao Nhật bây giờ là đồng minh rất thân cận của Mỹ? Bởi vì mà ông tướng Mỹ cai trị nước Nhật trở thành người anh hùng của nước Nhật. Bởi vì sao? Họ dùng cái quyền lực mềm, họ đối xử. Trong khi đó Trung Cộng mở con đường, một vành đai con đường đưa Việt Nam 1.6 tỷ. Nhưng mà hỏi tới người Việt Nam mình, có người Việt Nam nào muốn Trung Cộng không? Thờ phụng Trung Cộng không? Ngưỡng mộ Trung Cộng không? Muốn đất nước mình trở thành Trung Cộng 2 không? Có người Việt Nam nào muốn như vậy không? Lãnh đạo Trung Cộng, lãnh đạo Việt Nam. thì rõ ràng rằng là Trung Cộng có cho bao nhiêu tiền người Việt Nam cũng vô ích. Người Việt Nam có đâu có thích cái hệ thống Trung Cộng. Giá trị Trung Cộng, lý tưởng Trung Cộng, xã hội Trung Cộng, đối ngoại Trung Cộng, đối xử con người của Trung Cộng, người Việt Nam thích cái đó. Do vậy, cái chiến thắng của quyền lực mềm là một chiến thắng mà ông Ni cho rằng đó là chiến thắng của nước Mỹ bây giờ. Sau thế giới thứ hai, và cuốn sách ra đời năm 1990 mới thấy rằng bây giờ đó là cái chuyện là chúng ta thấy là thế giới đã chuyển đi cuộc chiến từ một chiến tranh. Một số quốc gia vẫn còn chạy đua theo cái quyền lực cứng, họ vẫn cứ vậy, như Iran, như Bắc Hàn, vì họ không cách gì khác. Nhưng mà một số các quốc gia bắt đầu suy nghĩ, chẳng như cái bây giờ cả thế giới ủng hộ Đài Loan và ủng hộ Hồng Kông, họ dùng cái quyền lực gì, họ có vũ khí không? Anh thấy người dân Hồng Kông khi bị tấn công, bị cảnh sát tấn công, dùng bạo lực tấn công, họ làm gì biết không? Lấy đá ném, giống như cái thời kỳ mà ăn răng ăn lông bơ lỗ vậy. Lấy lon ném, xong là gì, tự làm bom xăng, không? Còn Đài Loan là gì? Bằng một quyết tâm vì tự do, ta đang chinh phục cái thế giới này. Mà cái quyền lực cứng như Trung Cộng vẫn
làm gì được nhau. Không chinh phục được người Đài Loan, không chinh phục được người Hồng Kông. Thế thì cái thế giới này nó đã chuyển từ một cái cuộc chiến tranh cổ điển sang cuộc chiến tranh hiện đại, từ quyền lực cứng sang quyền lực mềm. Và chúng ta sẽ khảo sát cái vấn đề này của Trung Cộng và Việt Nam học được cái gì từ cuộc chiến tranh này. Dạ vâng. Cảm ơn anh. Thì ông Joseph Nice, ông đã tóm lược lại những cái trí tuệ của cổ nhân để đưa ra một cái hình thức là quyền lực mềm đối với một đất nước như là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Mà thật sự đó thì Hoa Kỳ đó không phải từ năm 1990 mà chúng ta đã biết rằng họ đã có một cái thời gian rất là dài họ chinh phục được bằng đồng đô la, bằng cái sức mạnh của cái nền kinh tế. Và vì vậy mà rất nhiều những quốc gia trên thế giới này đó vẫn nhìn thấy Hoa Kỳ đó như là một cái ước mơ. Mà cái chữ The American Dream đó không phải nó mới xuất hiện ở đây, mà nó xuất hiện khi mà chúng tôi đọc thì chúng tôi thấy là những cái chữ đó nó xuất hiện từ niên 40 của thế kỷ thứ 20. Tức là nó gần cả 80-90 năm nay. Tức là dân của thế giới vẫn ước mơ để thực hiện một cái ước mơ đến Hoa Kỳ. Và những cái điều đó đó nó đã rất là mạnh từ cái chữ Dream đó, sau khi mà mục sư Martin Luther King đã thực hiện cái giấc mơ của mình. Và từ đó thì cái chữ mà mơ ước đến Mỹ, mơ ước cuộc sống của Mỹ, mơ ước học hành trường của Mỹ, mơ ước được đến để làm việc ở Mỹ, nó đã mạnh hơn. Và từ cái sự mơ ước đó, nó đã biến thành cái quyền lực rất là mạnh. Nhưng mà thưa quý vị, đó là chúng ta thấy rằng cái đồng đô la nó đã mạnh, nó đã lan tỏa khắp nơi và thế giới đã lệ thuộc cái đồng đô la như là một cái tiêu chuẩn về vấn đề tiền bạc, của cải và tài sản của mình. Nhưng mà mình nhìn lại đó, Trung Cộng thật sự thì cái đồng nhân dân tệ so với đồng đô la đó thì nó còn quá thấp. Hình như là 1 đô la nó ăn thứ 7-8 đồng của nhân dân tệ. Với thứ hai nữa đó thì mình nhìn chung Trung Cộng mới phát triển đây thôi. Nói chung là sau năm 1972 thì Trung Cộng nó dần dần bước lên một cái vũ đài của thế giới. Nhưng mà với cái cách ma đạo, hay nói đúng hơn là một cái cách bá đạo của Trung Cộng đó, thì Trung Cộng khó để có thể chinh phục được các nước khác bằng cái quyền lực mềm. Thử hỏi, có ai mà đem hết tất cả những cái gia sản của mình để giao cho Trung Cộng đâu? Dĩ nhiên là anh không nắm được cái đó, thì anh lấy gì để mà trừng phạt? Ví dụ như là Hoa Kỳ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ là bởi vì biết bao nhiêu những cái doanh gia, kể cả những vị tướng lãnh và kể cả những cái người mà quyền lực nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ, họ cũng có những cái tài khoản ở tại Hoa Kỳ. Rồi họ có những cái làm ăn buôn bán mà đồng tiền nó nằm ở tại Hoa Kỳ rất là nhiều, đồng đô la. Thì lúc bây giờ đó, Hoa Kỳ có thể là tôi trừng phạt anh, tôi cấm vận anh đó, thì cái nước khác họ sợ. Là bởi vì gia sản của họ nó nằm hết bên này. Còn đối với Trung Cộng đó, thì thưa với quý vị, Trung Cộng thì có gì để mà đưa lên cái chuyện hù dọa hay là cấm vận? Thì thưa với quý vị, đó là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng Trung Cộng đó muốn thực hiện những cái điều như Mỹ, muốn trở thành một đệ nhất cường quốc chứ không phải đệ nhị nữa. Muốn Made in China năm 2025 là tuyệt vời nhất của thiên hạ. Nhưng mà liệu rằng Trung Cộng có thực hiện được hay không? Vậy thì thưa với anh, qua những cái phân tích của anh cũng như là những cái bài nghiên cứu của những người mà họ nghiên cứu về Trung Cộng đó, thì anh thấy là Trung Cộng trong cái cuộc chiến này đó, nó thành bại như thế nào thưa anh? Có thể nói anh Trung Cộng bây giờ anh mới biết được rằng cái con đường của anh đi bây giờ, anh bây giờ anh giàu rồi, có tiền rồi, sức mạnh lớn rồi, anh muốn ảnh hưởng thế giới này nó lớn hơn, xứng đáng với tầm vóc kinh tế của Trung Cộng để siêu cường thứ hai trên thế giới, thì cái the best way đó, cái cánh mặt tốt nhất anh đi đó, để cải tiến cái chỗ đứng của mình trên thế giới là cái quyền lực mềm. Quyền lực mềm trên sách tiền đi bước khắp xứ, sắp tiền thì bước khắp xứ, gây ảnh hưởng khắp xứ, mua đầu này bán đầu kia. Trong lúc chúng ta ngồi đây thì tay phó thủ tướng Lưu đi hả? Qua không, tay phó thủ tướng khác phải bay qua cái vùng Nam Thái Bình Dương, và Mỹ và Tân Tây Lan cũng như mà Úc đang theo dõi cái sự bành trướng của cộng sản Nam Thái Bình Dương như thế nào. Tại vì hiện nay tại đó có một số quốc gia đang ngã theo anh ta, và người ta vung tiền ở đó cũng giữ. Cái vùng đó hiện nay là cuộc chạy đua mới. Cuộc chạy đua mới của Trung Cộng và Mỹ. Thế thì
anh Tập Cận Bình anh muốn dùng cái tiền mà không phải từ cái thời Tập Cận Bình, thời Hồ Cam Đào trước cái Tập Cận Bình, thì họ muốn bắt đầu cải thiện cái chỗ đứng, cái địa vị, cái standing, cái hình ảnh của người Trung Cộng trên khắp thế giới này. Họ tung ra nào là Viện Khổng Tử, họ tung ra nào là học bổng, scholarship. Họ tung ra đủ thứ duyên ấy, họ viện trợ đủ thứ duyên ấy, thấy không? Nhưng bây giờ họ coi lại đó, thì họ về nhận thức thì họ nhận thức đúng, về mặt nhận thức thì họ làm đúng. Ông Hồ Cẩm Đào nói một số câu hay mà gần đây nhất Tập Cận Bình nói năm 2014, nói câu như thế này: chúng ta sẽ tiếp tục gia tăng sức mạnh mềm, quyền lực mềm của Trung Cộng, miêu tả tốt đẹp về Trung Cộng và truyền thông tốt đẹp về hình thông điệp Trung Cộng ra thế giới. Anh nhận thức đúng, anh hiểu được cái giá trị của quyền lực mềm, không? Nhưng bây giờ từ đó anh đổ tiền rất là dữ, nhưng bây giờ ngồi anh tính sổ, anh đổ tiền ra giống như là anh phải đi đầu tư, anh coi làm ăn phải lời lỗ sao chứ? Thì giờ sau thời gian anh thấy càng ngày càng lỗ, càng lỗ. Khi hình ảnh của Trung Cộng trên thế giới này càng ngày nó càng tồi tệ. Mà trong bài trước giáo sư đã thưa quý vị rồi, khi hình ảnh của Trung Cộng là hiện nay tại Nhật Bản thì 88% người dân Nhật không thích Trung Cộng. Tẩy chay đó. 57% dân Nam Hàn không thích Trung Cộng. Và Việt Nam đó, đông châu, lắm. Việt Nam 8 mấy%, 87%. Đa số các quốc gia nằm trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, nơi mà Trung Cộng đang tìm cách đi ve vãn, dụ dỗ, thâu tóm và đối đầu với Mỹ cần sự ủng hộ, thì tuyệt đại đa số là không thích Trung Cộng mà lại thích với Mỹ. Do vậy Trung Cộng bỏ tiền ra đó, anh bỏ tiền ra bỏ biên sao anh, chúng ta sẽ nói nguyên nhân sau, nhưng mà anh sẽ không thành công. Còn tại các nước phương Tây á, ở các nước mà châu Âu anh tụt thê thảm. Ở tại Thụy Điển anh tụt xuống 17%. Tại Anh, tại Hà Lan, tại Pháp, tất cả các nơi anh tụt xuống hết. Bởi vì anh bị âm hết á. Tức cái hình ảnh của Trung Cộng ngày càng xấu. Và ở các nước dân chủ phát triển thì cho rằng Trung Cộng đâu tôn trọng nhân quyền đâu. Ở đâu tôn trọng tự do đâu. Cho nên họ đối lập với cái lối sống của họ, họ không thích Trung Cộng. Do vậy Trung Cộng tung ra bao nhiêu thì cứ tung. Chẳng hạn bây giờ anh tung ra bao nhiêu, cái cuộc chiến tranh năm 1979 tại miền Bắc Việt Nam, rồi cuộc chiến tranh tài mà kiểu mà bãi thứ 9 bây giờ, cái sự bị xâm lấn bãi thứ 9 bây giờ, hay xâm lấn Biển Đông bây giờ, thì làm sao cái người Việt Nam mà thương Trung Cộng? Giờ cái đổ tiền cho bao nhiêu vô ích, tại vì cái chính sách hung hăng của Trung Cộng. Thấy không? Thì đó, anh Trung Cộng thấy cả thế giới bây giờ tổng kết lại chả qua theo mình. Thì thực sự ra anh Trung Cộng chơi kênh bạc lộ. Chơi kênh bạc lộ. Ngay cả mà anh không tính, ví dụ này, nước Mỹ kỷ niệm mấy trăm năm lập quốc cũng chẳng có diễn hành, chẳng có khuê trương bom đạn, hỏa tiễn, phòng không, xe tăng, vũ khí. Anh thấy Mỹ có diễn hành bom đạn không? Không. Nhưng mà ai cũng cho rằng sức mạnh của quân sự Mỹ là số 1. Mà nó có diễn hành không? Và ai cũng cho Trung Cộng, Trung Cộng trong khi diễn hành biểu diễn rất là dữ dằn. Bắc Hàn biểu diễn rất là dữ dằn. Nhưng cái nước nhỏ bên Đài Loan nó cũng sợ. Cái đảo quốc nhỏ thuộc mình Hồng Kông cũng sợ. Thế thì sức mạnh gì? Rồi cái thứ hai nữa đó, là khi mà anh đưa cơ bắp anh ra thì Nhật cũng phải chạy đua, Đài Loan cũng chạy đua, Nam Hàn cũng chạy đua, không? Việt Nam cũng chạy đua. Tôi còn được nghe cái bài nói chuyện của thiếu tướng Lê Mã Lương. Lê Mã Lương. Có lẽ sắp tới mình sẽ nói câu chuyện về bài này về Lê Mã Lương, là cái vấn đề kiện hay không kiện Trung Cộng. Có một số phản biện là không nên kiện, nhưng mà có một số đồng ý là nên kiện. Thì chúng ta sẽ bàn vấn đề này. Nhưng mà
qua vài nói chuyện của Lê Mã Lương thì mình mới thấy nè, Việt Nam nó có đồ chơi, nó có họa tiễn tầm trung bắn tới Thượng Hải đâu, đâu dẫn chơi đâu, đâu dẫn chơi đâu. Mà Lê Mã Lương hài lòng có cái đồ chơi bắn tới Thượng Hải là khá rồi. Như vậy mình đâu có cần tiếng nói tiếng nói của một tay thiếu tướng là sao? Tại vì khi Trung Cộng chạy thì Việt Nam cũng chạy đua theo. Việt Nam chưa có những cái liên lục địa, nhưng mà cái sự chạy đua của Trung Cộng, biến Đài Loan bây giờ cũng chế tàu ngầm, Đài Loan bây giờ chế 13 loại hỏa tiễn tầm trung và tầm ngắn khác nhau, tự chế, không? Thì anh chơi, anh chạy vũ khí, người ta chạy vũ khí, nhưng mà anh sâu lên cơ bắp lên đó, gây cái tác dụng ngược về quyền lực mềm, gây cái tác dụng ngược về quyền lực mềm là người ta thấy anh là thiếu hòa bình, thiếu thân thiện, cho nên cái sự mà khoe đó cũng chưa phải là cái điều hay. Ngu chứ, khoe là chưa hẳn là điều hay đó. Mạnh mà không thấy mới là mạnh thật, còn mạnh mà để khoe ra cơ bắp đó thì cái mạnh giới hạn, cái mạnh tương đối chứ không phải là cái mạnh tuyệt đối. Thì chính như vậy đó, sau khi mà một thời gian bắt đầu ý thức được cái quyền lực mềm và đổ tiền ra cho quyền lực mềm, nhưng mà xin thưa quý vị là ví dụ như là này, sau này chúng ta nói chuyện TICAT cũng hay lắm. Đọc cái sự xâm lăng của kinh tế của Trung Cộng sang châu Phi nó kinh hoàng lắm. Nhưng mà anh Nhật bây giờ bước vào đối đầu với Trung Cộng trong lĩnh vực kinh tế tại châu Phi, thì anh Trung Cộng anh đi đâu bôi trơn, mua chuộc, hối lộ, anh Nhật làm gì biết không? Chạy cắt. Bây giờ nói anh Nhật là anh Nhật là cho là transparent, tôi cho là trong sạch, minh bạch và rẻ, đúng không? Loan rẻ, nợ rẻ, và trong sạch và minh bạch. Chất lượng tôi là số 1. Chú trọng về chất lượng, quality infrastructure là hạ tầng các cơ sở chất lượng, chứ không phải như cái đường tải Hà Nội Cát Linh gì đó, đường xe tốc hành không cao xong, tốc chưa xong giấy mà hứa một đèo là một nẻo, 5-3 năm gia hạn thêm công trình vẫn chưa xong, công trình vừa xây xong là hư, đã thất bại, an toàn không có, cái số tiền vốn gấp đôi gấp ba lần. Thì thử hỏi Hà Nội, Trung Cộng đấu thầu như vậy thì làm sao mà cái người dân Việt Nam tin vào chất lượng Trung Cộng? Cán bộ thì hư hỏng, đút lót tùm lum, hợp đồng thì một đồng thành ba đồng chưa xong, thời gian thì một năm thành 10 năm chưa xong, công trình thì chưa khánh thành thì đã hư rồi, thì làm sao mà? Cho nên cái đó là quyền lực mềm, cho nên cái nhãn hiệu Trung Cộng là đồ dỏm. Trong khi Nhật nó dùng cái nhãn hiệu phẩm chất, giá rẻ, trong sạch để đi vào châu Phi. Lúc nào người ta sẽ nói cái cuộc đối đầu của Trung Cộng với Nhật tại tới, châu Phi tới. Rất là hay về. Nó gắn với cái quốc gia, nó gắn với cái quyền lực mềm nữa. Nó gắn với cái tên tuổi, gắn với uy tín, nó gắn với sự tôn trọng. Nó kêu là hình tượng. Cho nên có những cái cô ca sĩ, thấy không, đi xuống đường phố phát quà cho mấy cái em mồ côi ăn xin, hay là vô trong bệnh viện thăm người già, là họ tạo hình tượng. Họ tạo hình tượng. Nó cũng là một cái cách business. Đó là business, đó là quyền lực mềm. Không? Chứ hay là cô, ngày xưa đó, có những ca sĩ ra tuyến đầu của chiến tranh. Chiến tranh. Đứng hát trên các tiền tuyến. Tiền tuyến. Đó là quyền lực mềm. Thì chúng ta thấy rằng tổng kết lại thì Trung Cộng anh chơi hết cái thời kỳ của Hồ Cẩm Đào 10 năm. Bây giờ Tập Cận Bình đi hơn nửa nhiệm kỳ rồi. Đúng không? Là hai nhiệm kỳ đi hết nửa rồi. Thì giống như canh bạc càng ngày càng thua.
cái điểm nó càng này càng negative, điểm xấu nó cao. Vậy thì có nguyên nhân nào thảm bại vậy? Cái câu hỏi rất tuyệt, câu hỏi rất tuyệt. Thì bây giờ chúng ông bây giờ ý thức được điều này nè. Anh thấy cái thảm bại, cái dân mà nghiên cứu với Trung Cộng, nó cho rằng chính anh, nó kêu là bắn vào chân anh. Gậy ông đập lưng ông. Gậy ông đập lưng ông. Cái thảm bại đó, đó là do chính họ hại họ nhiều hơn. Chứ không phải là ai hại anh. Không có trời hại, không phải Mỹ hại, không phải Nhật hại. Mà chính hại anh. Ví dụ như thế này, cái hành động qua tại Tân Cương, rõ nhất đem cái triệu người Duy Mô Nhị, hay là sáng nay tôi nghe cái ông Cumming á, cái hành động này của tổng thống Donald Trump bị phê phán nè. Ông Cumming là một dân biểu và ông ta có một tinh thần, tại vì nó đang kỷ niệm cái chết của ông ta. Ông ta tang lễ. Thì ông ta là người đảng Dân Chủ, do ông đứng trên lập trường là gì? Fight for the right thing. Đấu tranh, partnership, hợp tác giữa lưỡng đảng, lên trên cái, đứng trên chính trị, đứng trên cái quyền lợi của từng đảng. Là đặt cái quê hương lên trên đảng, đặt cái nước Mỹ, cái đúng, cái quyền lợi nước Mỹ lên trên cái quyền lợi của đảng phái. Sáng nay có hai nhân vật rất là hay. Bên ông Cumming là fight for the right thing for American people. Hãy đấu tranh vì cái lẽ đúng của đất nước, chứ không phải vì lẽ đúng của đảng. Đấu tranh quyền lợi của đất nước, chứ không phải quyền lợi của đảng. Sẵn sàng hợp tác với đảng đối lập vì quyền lợi đất nước. Ví dụ cho rằng cái chuyện mà tách ly, giam mấy đứa trẻ con ra khỏi bố mẹ đối với những người di cư không thể hiện cái bản chất của nước Mỹ. Cái đó làm hại nước Mỹ. Thì ông liên kết với người Cộng Hòa cũng đấu tranh như vậy. Ông Rooney thì đứng trước tình trạng vậy. Ông Rooney là tuyên bố không ra tranh cử nữa, nhưng mà có thể bỏ phiếu tín nhiệm Tổng thống Trump. Lý do ông ta quan ngại về tương lai của Đảng Cộng Hòa. Ví dụ như thả rắn độc đào hầm, thả rắn độc trên biên giới để người di dân soạt bẫy, bắt cha mẹ tách ly khỏi con cái, đó không phải là một nước Mỹ mà chúng ta từng biết. Đó không phải là lòng nhân ái nước Mỹ. Lòng nhân ái nước Mỹ vẫy gọi cả thế giới này bởi cái hiến pháp nước Mỹ, bởi cái bài thơ trên tường nữ thần tự do, bởi bài diễn văn Gettysburg của Abraham Lincoln, chứ không phải bởi bộ chính sách mà cây đắng nghiệt ngã với người di dân. Đó không phải là cách mà nó đang phá đi quyền lực mềm nước Mỹ, chỗ đứng nước Mỹ, cảm tình nước Mỹ, sự ngưỡng mộ nước Mỹ, lý tưởng nước Mỹ. Cái đó không nên. Cho nên ông Cumming ông nói một câu trong cái chương trình của Farid cũng nói như này: nước Mỹ xứng đáng để có một chỗ đứng tốt hơn như vậy, quan điểm tốt hơn như vậy. Và chúng ta vì cái quyền lợi của nước Mỹ, không phải quyền lợi đảng, phải đứng vượt lên trên chính trị, vượt lên trên quyền lợi đảng phái, và thấy cái giá trị nước Mỹ lớn hơn. Thì mình ngồi mình nghe ông Cumming cũng nói trong bài diễn văn, thì nó để cái hình của ông Martin Luther King, hình ông Cumming. Họ là những người đấu tranh vì những cái civil rights, cái dân quyền của nước Mỹ. Thì đó là những người ủng hộ. Thì ông Rooney nói cũng hay, nhưng mà trở lại chuyện á, nguyên nhân thảm bại đó, cho nên ngay cả mặc dù người bị chế ra cái chữ quyền lực mềm, thì đúng rồi là người bị cũng có khi phạm những khuyết điểm. Thì họ cho rằng tiếng tàu có một câu cạn ngữ, anh nhấc giá lên hòn đá rớt trên chân của mình. Nếu anh không nhấc hòn đá lên, hòn đá không có rớt của chân của mình. Nhấc càng cao đá còn đang nhấc lên càng cao đá rớt càng gãy chân. Do vậy đó, cái hành động đó nhân và quả là do mình tạo ra. Mỹ đã có câu là bắn vào chân mình,
Việt Nam có câu là gầy ông đập lưng ông, đúng không? Đúng rồi. Thì nó dẫn tình trạng là gì? Chính mình hại mình. Thì chính sách của Trung Cộng là một chính sách hung hăng và đối xử với người Tây Tạng, đối xử với Đài Loan, đối xử với Hồng Kông. Ví dụ như anh đẩy Hồng Kông, cướp Hồng Kông những từ đảo quốc nhỏ, 5.000 người, chưa có thủ đô, một quốc gia nhỏ xíu ở tại Nam Mỹ cũng bị lấy tiền mua chuộc giật khỏi Đài Loan. Thì cái người Đài Loan họ nghĩ gì? Họ càng ngày họ tách ra khỏi Trung Cộng và họ cảm thấy Trung Cộng nhỏ mọn quá, đúng không? Nhỏ mọn quá, đúng không? Là đê tiện quá, là ti tiện quá, là ác độc quá. Thì cái người dân bình dân ở Đài Loan làm sao nó mê Trung Cộng, đúng không? Bây giờ chẳng hạn như bây giờ tại sao mà sau năm 1975 đến giờ này những cái nhân vật ở miền Nam Việt Nam mà đã từng theo Việt Cộng, từ Quỳnh Tấn Mẩm cho đến không bị ghét Nguyễn gì đó, Quỳnh Tấn Mẩm nè, Nguyễn Bãi nè, rồi một loạt Nguyễn Hộ, một loạt đi theo Việt Cộng. Mà bây giờ Trịnh Đình Thảo nè, rồi Trịnh Đình Thảo rồi đủ thứ rồi, đúng không? Tại sao bây giờ vỡ ngửa mặt ra hết á, ngửa mặt than trời thì bình đúng than trời hết. Bởi vì sao? Bởi vì cái quyền lực mềm của Việt Cộng nó không có. Việt Nam ăn sổi ở thì giật dọc và lừa bịp, chứ không có đối xử một cách rất là đàng hoàng. Thì nó không có cái giá trị lâu dài. Chứ không có lý tưởng. Lý tưởng thì gian ác, dù anh che cái kiểu gì gian nữa, nó là gian ác thì cuối cùng là gian ác. Khi mà vô miền Nam rồi, anh ơi, người ta mới ra Hà Nội, người ta mới thấy. Ta ra miền Bắc, ta mới thấy. Bắt vô đây mới thấy. Bắt vô mới thấy, làm sao giấu được cái thế gian. Người Việt Nam có câu là thúng mũng không che được mặt trời. Làm sao lấy thúng, lấy mũng che được mặt trời. Mà cái mặt trời là một chân lý, là sự thật, là thực tế. Anh che không được, nói dối không được. Người ta thấy sao Bắc miền Bắc miền Nam như thế nào. Rồi trong thơ tối hữu lúc đó là gì? Ca ngợi cái lòng nhân đạo cách mạng. Là mặt trời chân lý chút qua tim. Không, cái nhớ cái câu gì mấy ông đi học tập nói về ông kể nghe này. Cái câu chẳng hạn như trong cái bài Phước ơi gì đó, trăm năm gương vỡ lại lành, cây khô cây lại đâm cành nở hoa. Thì trong một lớp giảng về đạo đức cách mạng, về lòng nhân đạo cách mạng, thì nó hỏi, có một người đứng hỏi như vậy: các cô gái miền Nam mà đã từng sống ở nghề bán trôn đuôi miệng thì số với anh đối xử như sao? Bảo là không có chế độ nào tốt hơn chế độ xã hội chủ nghĩa. Gương vỡ mà lại lành trở lại, cây khô cây này đâm cành nở hoa. Anh nói có cái trên đời có đó không? Nhưng mà có với chế độ cách mạng. Nhưng vừa nói xong là lùa miền Nam đi vô học tập cải tạo hết. 3 ngày thành 3 năm, 10 năm, 30 năm luôn đó chứ. Rồi xong rồi, được không? Cho nên anh nói dối, lừa lọc. Bây giờ nói, ta nói người làm sao người ta tin anh? Cho đến giờ này không đổi tiền thành đổi tiền, thấy không? Rồi thấy chứ chiếm đoạt của nhà người ta hết, đầy đọa cả một dân tộc, cả miền Nam Việt Nam hết. Dân miền Nam cứ dán cho cái nhãn hiệu là ngụy, không được thăng quan tiến chức. Nhà tôi lấy, vợ anh tôi xài, con anh đi kinh tế mới. Thì như vậy làm sao cái đất nước này mà nó trường tồn, nó coi trọng cả anh. Do vậy anh Trung Cộng, anh chính sách hà khắc của Trung Cộng, chính sách không có nhân quyền của Trung Cộng, không? Chính sách mà chạy đua quyền lực cứng của Trung Cộng, chính sách xâm chiếm xâm lấn của Trung Cộng, nói về người Việt Nam nói gì? Trung Cộng là lấn chiếm Biển Đông, đúng không? Anh hỏi từ Đông Tàu người ta giữa biển bỏ chạy, không cứu, thiếu trách nhiệm, không? Đất nước ta xâm nhập bất cứ lúc nào. Rồi bây giờ đủ thứ trò hầm, tới đâu thì mở sòng bài ăn chơi đó, từ Phi Đột Tân cho tới Sihanouk,
Cho nên họ nhìn lại chính họ nâng cục đá thả chân mình, nâng cục đá lên thả vào chân của chính mình, bắn vào chân của chính mình. Thì bây giờ người ta đặt vấn đề Trung Cộng, vậy thì Trung Cộng đi vào tương lai như thế nào? Và cái đó là một vấn đề lớn. Hiện nay cái negative nó rất lớn. Bây giờ bỏ đó, Trung Cộng bây giờ bỏ cả ngàn tỷ mỹ kim ra đó. Bây giờ thầy Dũng á, ông A ngoài đường á, ông đã làm việc xấu rồi, trong cộng đồng ai cũng biết là ông đã hiếp dâm. Bây giờ ông ăn chay niệm Phật ngàn năm nhân nữa, thầy Dũng nghĩ ông rửa được cái tội đâu, rửa được cái tên đâu. Chuyện Phật còn có lại, niệm Phật bao nhiêu niệm. Đó. Do vậy, khi cái là đầu người ta đã có một cái ấn tượng cái chữ là anh là thằng hiếp dâm rồi đó, thì cái chữ nó đeo dai dẳng trong đầu ta, nó không quên được. Phải thật sợ là ăn chay niệm Phật sám hối rồi như thế nào. Do vậy nói tới Trung Cộng thì ta nói không nhân quyền, là bây giờ bắt nhốt ông đó triệu người vô trong các trại cải tạo, xâm lấn. Anh nói các nước này xung quanh không bị xâm lấn không? Anh xâm lấn tứ xứ. Thầy đến độ Phiêu Tân cái tay mà thẩm phán nói câu này: Biển Đông á và tòa và tranh chấp với Trung Cộng đó là một cái lời nói dối của thế kỷ, lời nói dối nổi tiếng thế kỷ là Trung Cộng có chủ quyền chính đoàn tại Biển Đông. Nhưng mà nó nói dối rước, nó tin vào điều đó, dù cũng có khi nó đã nghĩ là sự thật. Rồi tăng xăm giết vợ đó, kiểu nó tăng xăm giết vợ. Do vậy chính Trung Cộng đứng trước tình trạng là trong cái thế giới này cái mô hình Trung Cộng nó không phù hợp nữa. Mô hình bây giờ mà chạy đua và hỏa tiễn, chạy đua này chạy đua nọ nó không phù hợp, mà chinh phục trong thế giới mà integrated, interconnected này, vấn đề sẽ liên đới nhau này, cái sự ảnh hưởng cho nhau rất là quan trọng. Cho nên cái chữ tín hồi xưa đó, có người chẳng hạn như một cái ông nói nước Mỹ, cái banking nước Mỹ dở, banking tụi tàu, hỏi sao vậy? Nước Mỹ anh phải mang cái check từ đây qua Đài Loan, anh đưa vô và bằng mới cash check. Bây giờ người lạ không có account ở Đài Loan làm sao cash 1 triệu bạc? Tàu dễ lắm. Đôi khi những băng làm ăn, mafia làm ăn, không? Đi qua này xuống huy trường, có người kia ra gặp nhau thôi, đưa mật mã. Mật mã tên miệng nói gì, khẩu cái gì, khẩu quyết, mật khẩu. Nói đúng mật khẩu. Password là đưa cái Samsonite cái trong đó, cả 1-2 triệu đô la xài, không giấy tờ, không ký, không nhận, không gì. Tại vì cái chữ này chữ tín, trong giới thương trường này có chữ tín. Bây giờ khi mà anh không còn chữ tín nữa thì giấy này giấy giả, hình ảnh thì Photoshop, đúng không? Hình ảnh thì còn Photoshop, thì chữ tín gì nữa? Trên Trung Cộng đã dùng tất cả những cái giả, cái danh hảo, cái lừa bịp, cái vô nhân quyền, họ tự bắn vào lưng của họ hết, họ tự bắn vào chân của họ hết. Và người ta nói đùa một câu là bây giờ Trung Cộng bỏ ra 1.000 tỷ mỹ kim cũng không xây dựng một hình ảnh Trung Cộng thay đổi hơn. Và đó là cái điều đó là cái điều rất là tệ hại. Trời đại giáo sư. Không biết là anh có đọc đến cái chuyện mà một cái manager của NBA đó, ông tweet một cái tweet đối với sự ủng hộ cho Hồng Kông. Dường như đó là Daryl Morey. Ông tweet một cái gọi là ủng hộ cho Hồng Kông. Thì sau đó là Trung Cộng nghĩa là giãy nảy lên và đòi nghĩa là cấm nọ cấp kia, và sau đó thì cũng có nhân vật này cũng viết lại một vài cái để mà tỏ ra là để mình chứng tỏ rằng mình chỉ lo cho cái vấn đề thể thao không thôi. Thì cái này đó nó cũng là một cái hình ảnh trong cái vụ mà quyền lực mềm, nhưng mà liệu rằng cái vụ đó họ nói cũng lớn lắm, lớn tiếng lắm, và nó kéo dài mấy ngày,
Trong khi đó thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng lên tiếng và cũng đưa ra một vài cái nhận định. Đặc biệt là ông Ngoại trưởng Mike Pompeo, ông cũng đã chỉ đích danh cái chuyện đó đối với Trung Cộng, thì rồi cái vụ này nó cũng im đi. Nhưng mà cái hiện tượng đó anh có liên tưởng đến cái sự kiện mà nó có về cái vấn đề quyền lực mềm hay là nó có cái nọ nó kia không? Đúng là thầy Dũng chịu khó mà cũng đọc cái lĩnh vực này, có thể nói về trường hợp nghiên cứu đấy là một cái điều rất là tốt đẹp để nói cái đối phó Trung Cộng vấn đề quyền lực mềm. Thì ông cầu thủ đó mình tên là Daryl Morey, ông là manager không phải cầu thủ, ông là người quản lý đội bóng là Houston Rockets. Thì ông ta đó cái liên đoàn mà bóng rổ của hội bóng rổ của Mỹ nó có một hợp đồng mà thầy Dũng có thể tưởng tượng một năm đó, tức là hàng tỷ Mỹ kim lợi nhuận với Trung Cộng, nào là phổ biến hàng hóa, vấn vấn đề nào là huấn luyện, nào là ghi hình, nào là quảng cáo truyền hình, nào là này nọ bán vé, là biểu diễn này nọ. Một năm á, là nó kiếm tại thị trường Trung Cộng cả tỷ Mỹ kim. Liên đoàn bóng rổ của Mỹ tổ chức những chuyến mà đi biểu diễn thi đấu với nó kiếm hàng tỷ Mỹ kim. Và cho nên cái thị trường Trung Quốc là thị trường mà nuôi sống liên đoàn mà bóng rổ của Mỹ, nó nuôi sống một năm là cả tỷ Mỹ kim mà. Thì Dũng biết kinh cũng đâu dẫn chơi đâu. Cho nên thì cái anh mà cái huấn luyện viên của đội bóng, anh là manager của đội bóng á, là anh chàng mà Morey này đó, thì anh cảm xúc với cái biểu tình của tại Hồng Kông đòi tự do, cho anh gửi ra một cái tweet là anh nói là anh ủng hộ cái phong trào đấu tranh tại Hồng Kông Hồng Kông, mà trong khi đội bóng á đang đến Thượng Hải để chuẩn bị lịch trình trình diễn biểu diễn. Thì khi mà anh đưa ra như vậy thì bên Trung Cộng anh lo sau lập tức anh bị phản ứng, anh xóa ngay lập tức cái lời lời nhắn đó liền, cái tin nhắn đó liền anh xóa ngay. Nhưng mà Trung Cộng vin vào cái đó phản ứng, và phản ứng bắt đội bóng này phải đứng xin liên đoàn bóng đá, liên đoàn mà bóng rổ phải xin lỗi, Mỹ phải xin lỗi, hứa không tái phạm nữa, không á thì họ hủy tất cả những lịch trình trình diễn phát thanh truyền hình làm ăn giấy phép, họ hủy hủy tất cả. Thì cái tay á, mà quản trị của liên đoàn đoàn bóng rổ đó, thì tay mà boss của anh mà Morey này của hội bóng rổ của Mỹ đã đưa ra một cái thông cáo trong đó rất là làm tiếc việc cái xảy ra, rất là hối hận, rất là bất mãn việc đã xảy ra, hứa là không lặp lại, hứa là tôn trọng văn hóa và lịch sử của Trung Cộng. Thì cái đó giống như liên đoàn bóng rổ Mỹ treo cờ trắng đầu hàng trước cái áp lực của Trung Cộng. Thì cái đó nó xảy ra thì lập tức là cái ông mà chất Schumer là lãnh tụ khối thiểu số tại Thượng viện, ông cho cái hành động như vậy là doan à, là không được, là cái đó là không phù hợp, và ông ta bày tỏ tự do, và ông bày tỏ tự do và ông cho rằng liên đoàn bóng rổ Mỹ là hèn, là đánh đổi nhân quyền bằng tiền bạc, đầu hàng tiền bạc mà hy sinh vấn đề nhân quyền, hy sinh vấn đề tự do. Thì lập tức ông Marco Rubio, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa tiểu bang Florida cũng thượng nghị sĩ, thì ông cho là hành động của liên đoàn bóng rổ Mỹ là disgusting, là tởm gớm, là bẩn thỉu, là dơ giấy. Thì lập tức ông Adam Silver là người phụ trách liên đoàn bóng rổ nước Mỹ đã thay đổi cái lập trường. Thay đổi lập trường là sao? Ông để cho nước Nhật phỏng vấn ông, đài truyền hình Nhật phỏng vấn. Qua phỏng vấn đài truyền hình Nhật, ông tuyên bố là gì?
ông ủng hộ ông Murray, ủng hộ ông huấn luyện viên, bởi vì ông ta thấy cái quyền tự do tư tưởng. Thì khi mà ông Silver ông lên tiếng nói như vậy đó, ông thể hiện cái lập trường của Liên đoàn bóng rổ của Hoa Kỳ là tôn trọng quyền tự do. Thì Trung Cộng biết cái chơi con này bắt đầu khó chơi, khó chơi rồi, nuốt không nổi rồi, thì giảm cường độ. Và thứ nhất á, là back out, là không tấn công nữa, và phục hồi tất cả việc về trình diễn rồi quảng cáo rồi tường trình phát thanh truyền hình này đó các như bình thường. Thì quyền lực mềm đó. Đó, thì ta nói đây nè, Trung Cộng đã chơi cái quyền lực cứng là trừng phạt, đe dọa, là hăm dọa, bắt người ta theo ý mình thì nó bị phản ứng. Bây giờ những người mà ủng hộ bóng rổ, yêu mến thể thao toàn thế giới, ai cũng nhớ câu chuyện là ở Trung Cộng không có tự do, đúng không? Nhớ câu chuyện này. Thì bao nhiêu anh bỏ ra bao nhiêu tiền để đánh bóng cái tên tuổi anh, đánh bóng cái đất nước anh, đánh bóng cái đảng của anh. Bây giờ cái trường hợp của đội bóng rổ Houston Rockets của Mỹ đến anh đối xử như vậy, thì làm nó xóa tất cả những cái đầu tư của Trung Cộng về quyền lực mềm. Không? Thì nhưng mà tại vì Trung Cộng làm sao? Anh sử dụng quyền lực cứng với nhiều người rồi. Không phải chỉ có anh mà bóng rổ không. Cái hãng hàng không Cathay Pacific muốn đi qua Đài Loan á, đi qua Taipei á, Đài Bắc á, đi về Taipei, China là Đài Bắc Trung Cộng, chứ không được Đài Bắc, Đài Loan, Taiwan. Rồi cái hệ thống mà Marriott Hotel vô cũng vậy, khách sạn ở đâu phải theo là Đài Bắc Trung Cộng, chứ không được Đài Loan. Rồi hãng Apple có cái app theo dõi cảnh sát ở tại Hồng Kông cũng bị trừng phạt. Cho nên anh Trung Cộng dùng cái quyền lực cứng dọa nạt, đe dọa, bắt nạt, nó quen rồi. Anh Việt Cộng cũng vậy đó, bắt nạt nó quen rồi. Thì khi như vậy, anh tưởng rồi là anh thắng, nhưng mà nó là thất bại. Vì ta nghĩ tới anh là ta nghĩ tới độc tài, gian xảo, thiếu nhân quyền, đàn áp. Thì anh lấy cái gì? Anh xây dựng cái chỗ đứng của anh trên thế giới này. Cái ai tin vào anh nữa. Rồi anh thấy ngay cả Đức Dalai Lama, mà anh Pháp Đức mà tiếp Đức Dalai Lama, Trung Cộng cũng đòi trừng phạt các quốc gia đó mà. Các hợp đồng không cho, hủy bỏ chuyến thăm cấp bộ trưởng, không làm ăn, hủy bỏ vấn đề thương mại, để các quốc gia khác không tiếp Đức Dalai Lama. Anh cứ quen cái thói dọa nạt, dọa giọng cứng. Thì chính cái lĩnh vực cứng như vậy, anh bắn vào chân của anh. Anh hành xử mà cứng rắn quá, dẫn đến cái vấn đề mất tín nhiệm khắp cái thế giới này. Dùng không? Thì cái đó, xin mời lại. Bây giờ anh nói như vậy rồi, thì thật sự mà nói, mình thấy cái đất nước của mình, Việt Nam, sau năm 1975 thì dường như là nó là cặp bài trùng với Trung Cộng. Tức là Trung Cộng có cái gì thì nó có cái đấy. Thì không biết rằng khi mà anh đọc một số những cái tài liệu nói về Trung Cộng đó, anh có cái liên quan gì với cái đất nước Việt Nam không? Bởi vì đất nước Việt Nam mặc dù lớn thì Việt Nam là lệ thuộc với Trung Cộng, nhưng mà nhỏ đó thì Việt Nam lại là quan thầy của một số những quốc gia khác, ví dụ như Lào, Campuchia. Vậy thì cái thế đó anh thấy rằng Việt Nam nó học được cái gì của Trung Cộng? Giáo sư nghĩ như sao? Tôi thấy rằng đến giờ phút này thì nó cũng chẳng học được cái gì, là bởi vì toàn là những cái điều mà hết sức là nguy hiểm đối với cái vấn đề thế giới. Ví dụ như là Trung Cộng thì luôn luôn là dơ cao, nó to, làm những cái chuyện là bá đạo. Tuy nhiên là Việt Nam thì vẫn còn nương ở chỗ đó. Tuy nhiên thì cái bài nghiên cứu của anh nó có nói gì một chút xíu về cái đất nước Việt Nam hay không? Và Việt Nam học được cái gì trong cái phong thái của Trung Cộng trong cái cuộc đối đầu với thế giới, trong cái giai đoạn của quyền lực mà ngày hôm nay người ta có khuynh hướng là quyền lực mềm, hay nói đúng hơn là chiến tranh, ở trong một cái mà họ từ giã cái chiến tranh cổ điển để đi đến một cái chiến tranh nghĩa là tăng lập hơn, hiện đại hóa hơn. Giáo sư Dũng thấy nè, khi mà tôi đọc Việt Nam mà bố trí Bộ Công an
Đúng không? Sắp xếp bay qua bên Đức để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đó. Và đem về tại Hà Nội. Đó là Trịnh Xuân Thanh về đầu thú đó. Đúng không? Thì bây giờ Đức nó phanh phui ra đó. Câu chuyện đó nó thực sự đó là một cái đoàn tự sát của Việt Nam. Không họ gì. Có thể thắng trước mắt là bắt được Trịnh Xuân Thanh hai giận đỡ tức, nhưng mà phải nói rằng thua hết. Trong tất cả các bạn còn lại Hà Nội thua hết. Một nhà nước bắt cóc, một nhà nước truy bức người chống đối trên đất nước của nước Đức, đất nước pháp trị dân chủ. Anh thấy nói dối, lương gạt, không hợp tác thì làm sao một nhà nước như vậy có thể hợp tác được. Cho nên cái thắng của Hà Nội là một cái thảm bại mà có ai dám nói trong Hà Nội, hệ thống đảng dám nói. Tại vì cái đó là bên công an, bên đảng ra lệnh thì ai dám chỉ trích. Mà như vậy thì Việt Nam đã bắn vào chân của mình, đúng không? Qua trường hợp của Trịnh Xuân Thanh. Qua trường hợp của Trịnh Xuân Thanh. Bây giờ anh thấy chẳng hạn như này nè. Ông Assange là người phụ trách WikiLeaks. Ông ảnh hưởng nước Mỹ với nước Anh như thế nào? Xấu như thế nào? Như ông tị nạn trong tòa đại sứ Ecuador tại London 7 năm. Mỹ, tình báo Mỹ, đặc nhiệm Mỹ, siêu Mỹ nhảy vô bắt cóc lúc nào cũng được. Cắt điện thoại được lúc nào cũng được. Cắt. Nghĩa là cắt tiếp tế đâu được. Thế mà tiếp tế cũng được. Cắt gì cũng được. Nhưng mà nó không làm. Cắt cổ cũng được. Nó không làm. Bởi vì bắt được Assange trong hoàn cảnh đó không còn giá trị gì hết. Thì chẳng khác nào anh tự bắn vào chính mình. Đúng. Do vậy Mỹ thừa sức làm mà Mỹ không dám làm. Anh thừa sức làm mà không dám làm. Trái với luật pháp quốc tế. Tại vì anh là quốc gia thường tôn pháp luật, quốc gia pháp trị, quốc gia nhân trị, thì không thể làm vấn đề thú vật trị như vậy được. Cho nên nó ngăn, nó buộc cái tay anh dừng lại. Anh không dám làm những cái trò đi tiền nữa. Giữa cái biên giới, giữa cái thiện và cái ác, cái tốt và cái xấu, có khi nó rất là mong manh. Thì Mỹ cũng là, hay rằng Edward Snowden, Edward Snowden bây giờ vẫn còn ở bên nhà anh á, bây giờ vẫn còn qua bên Nga, tị nạn bên Nga. Anh nghĩ khi mà trốn chạy khỏi từ Hawaii qua Hồng Kông, từ Hồng Kông bay qua Nga, bay vòng vòng này, Mỹ ám sát được không? Được chứ. Bây giờ Mỹ cho bắt cóc được không? Được chứ. Việt Cộng mà còn sang Đức bắt cóc thì chúng ta đem về thì Mỹ không làm, không làm sao không ám sát được Snowden. Mỹ không làm. Do vậy không điên gì làm. Do vậy đó, cái trường hợp mà giáo sư Dũng thấy á, có trường hợp ví dụ như cái Việt Kiều từ Mỹ về Việt Nam làm ăn, thấy không? Anh bắt nhốt, lấy tài sản thì cái đó anh, cái ủy ban người Việt ở nước ngoài làm sao mà dùng miệng lưỡi nào để mình chinh phục người dân hải ngoại. Do vậy cái Hà Nội bây giờ, cái thời kỳ mà giống như trước đây mấy chục năm á, là vất vả mới ăn mới uống á, thì không còn nữa. Việt Nam bắt đầu có những cái thu nhập cũng sinh sống được. Đúng không? Muốn cải tiến cái chỗ đứng mình trên thế giới. Cho nên mà một cái lý do mà ta sợ Trung Cộng là nó theo cái hệ cuồng tín của Marxist. Thì cái chuyện đó thì Việt Nam có theo không? Cái chủ nghĩa lạc hậu nhất thế giới này. Ngay cả hiện nay cái bài nói chuyện mà cũng là bài gì đó thú vị, hai cái tay trong đảng mà tại Campuchia nó xảy trường hợp hai tay thuộc cái đảng mà mặt trận Campuchia cứu quốc á, cứu quốc CPI à,
thì tự dưng bị bắt ở tù. Hun thì Sen. bắt ở tù vô nó đó, thì nó đưa ra cái bản transcript về cú điện thoại mà gọi để nói chuyện với nhau, nó kết cho tội phản động. Cái điện thoại anh bị nghe lén và nó đưa ra transcript, bị tap in, bị nghe lén và đưa ra transcript, đưa ra bản, nó đưa ra này, chối sao được nữa. Cho nên những người tại Campuchia không dám nói điện thoại. Bây giờ không dám nói điện thoại tại Campuchia. Chẳng có quyền tự do. Thì như một xã hội như vậy đó, thì người ta có nên đến làm ăn sinh sống không? Đầu tư không? Do vậy, một xã hội mà khi mà công an trị bắt cóc như Việt Nam thì nó còn tệ hơn Trung Cộng nữa. Còn tệ hơn sau Trung Cộng nữa. Thì làm sao mà có cái quyền lực mềm? Và cái tiếng nói đối lập, ngay cả tôi đọc cái bài, tôi nói ông nghe, tôi đang coi thử cái vấn đề, theo dõi cái vụ mà họp vừa rồi, thảo luận khoa học vừa rồi tại Hà Nội về vấn đề 749. Thì trong đó sau đó đọc Lê Mã Lương nói là nếu mà tôi bị vi khuẩn lạ đó, thì biết nguyên nhân từ đâu rồi. Một vị thiếu tướng trên đầy ngực đầy huy chương anh hùng như này nè, không, nhưng mà nói không đúng ý đảng là tiêu liêm, là bị công an cho căn phòng trước nhà, rồi bây giờ sợ bị tiêm thuốc độc, sợ bị virus là trước cho người ta biết thủ tiêu. Một xã hội như vậy thì anh dùng bao nhiêu tiền để anh rửa xã hội đó, anh nói xã hội tốt đẹp xã hội đó. Liên tiếp không phải là người Việt hải ngoại nói xấu Việt Cộng, mà chính Việt Cộng tự bắn vào chân của mình. Bây giờ ở trong nó tố ra thôi chứ đâu có cần ở ngoài đâu. Anh, cái hành động anh là xấu xa rồi. Do vậy, cần một Việt Nam trong tương lai đó, cái chuyện cải tiến về vấn đề ăn uống có thể anh làm trong vòng 10 năm, 15 năm anh giải quyết được. Trung Cộng 40 năm trở thành cường quốc đệ nhị thế giới về kinh tế. 40 năm Việt Nam có thể đi một đường phát triển về kinh tế. Okay. Nhưng mà giải quyết vấn đề hình ảnh đất nước, chỗ đứng đất nước, lòng tin yêu đất nước, thì tín nhiệm đất nước đôi khi cảm thấy kỹ không xong. Xin trả lời giáo sư. Qua cái lời phân tích của anh đó, thì cái quyền lực mềm nó cũng chẳng khác nào là cái kính chiếu yêu, tức là nó chiếu hết cái sự soi sáng, nó làm cho mình thấy được cái bản chất thật sự của mình. Vậy thì cái quyền lực mềm đó có vẻ tốt chứ hả? Nó có vẻ tốt nếu mà nói như vậy. Không, có vẻ sáng, tốt hơn. Sáng nay giáo sư dùng ví dụ như chiếu hết được. Có cái không? Nó tốt hơn là bởi vì như vậy đó thì nơi nào mà dùng quyền lực mềm có nghĩa là có thể là chinh phục được lòng dân. Nơi nào mà dùng cái quyền lực mềm thì có thể là họ đi đúng với con đường để mà có thể nhân dân trị, hay là tâm chiến, hay là đem đến một cái phúc lợi cho người khác để người khác phải theo. Là bởi vì con người cho đến giờ phút này đó, thì thưa quý vị, trí tuệ của tất cả mọi người giữa quý vị, chúng tôi cũng như là mọi người dường như nó tương đồng. Nó hiểu biết chứ đâu có phải là giống như ù cạc cạc rồi muốn nói sao nói. Bây giờ đó có người dân ở miền Bắc, người dân ở miền Nam Việt Nam cũng vậy đó. Họ hiểu hết, họ biết hết. Thành thử là dối gạt không được. Hồi xưa thì nó kia, máy bay bay trên trời rồi tắt máy bay, núp ở trong mây để đợi cho máy bay của Hoa Kỳ tới rồi hạ cánh xuống, bắn làm cho máy bay B-52 rơi xuống. Thì cái chuyện đó hồi xưa là mình không có được những cái kiến thức tổng quát. Chứ còn bây giờ thưa quý vị, nói gì đi nữa thì rồi mình có nói dối, người ta cũng biết liền. Mặc dù có thể là họ không biết ngay lúc đó, nhưng mà qua những cái tin tức khác thì có thể là biết được. Vậy thì thưa quý anh, bây giờ có thể kết luận được là trong cái thế giới ngày nay đó, mọi người, một quốc gia, một dân tộc, họ có thể là thích cái quyền lực mềm, kể cả cái thằng mà nó rất là ác, nó rất là độc địa, nó rất là ngu xuẩn, nó rất là đi chiếm nước nọ nước kia như là Tàu, cũng muốn cái quyền lực mềm. Nhưng mà liệu rằng nó có làm được không, khi mà cái bản chất thật sự của nó là cái kẻ, nghĩa là côn đồ, cái kẻ mà hiếp đáp, thì thưa quý anh, cái quyền lực mềm này nó gửi đến cho thế giới, nó gửi đến cho một cái thông điệp nhân loại như thế nào trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay? Ngày xưa đó, nó có cái kính chiếu yêu. Dạ. Là có những người hình người như vậy nè, nhưng mà khi đi trước, đứng trước cái kính á, nó lộ nguyên hình là quỷ, Satan, là thú vật.
Dạ xoa. Dạ xoa. La sát. Hay la sát. Nó hiện nguyên hình. Cho nên cái kính đó là kính chiếu yêu. Và khi mà anh đứng trước cái kính đó, anh thấy được bản chất thật sự anh là ai. Người bao nhiêu phần trăm, thiên thần bao nhiêu phần trăm, quần ngạ quỷ bao nhiêu phần trăm, quỷ dữ bao nhiêu phần trăm, ma bao nhiêu phần trăm. Như vậy anh biết anh là ai. Giống như bây giờ xưa mình ăn một cái ly như này, mình không biết trong cái ly nó có chất gì rồi. Bây giờ anh thấy không? Cái nhà sản xuất, sản xuất phải ghi trên cái nhãn hiệu bao nhiêu calori, bao nhiêu calori, đường bao nhiêu, không? Muối bao, muối bao nhiêu, potassium bao nhiêu, để có người nào ăn được và có người nào không ăn được, đúng không? Thì ngày xưa đó, chẳng hạn như anh nói dốc thì được, nói toàn dân Việt Nam thương đảng, nhưng bây giờ anh nói dốc về không ai kiểm chứng được. Dạ, có, nhưng bây giờ bây giờ nó thăm dò dư luận, nó biết được là bao nhiêu phần trăm thương, bao nhiêu phần trăm ghét, bao nhiêu phần trăm chưa có ý kiến và bao nhiêu phần trăm thương vì cái gì, ghét vì cái gì. Cho nên bây giờ nó số hóa, nó bằng lượng số hết, thống kê, thống kê lượng số thăm dò. Cho nên đó là kính chiếu yêu. Chẳng hạn bây giờ nó Trung Quốc á, nó bây giờ chẳng hạn như Nhật, nó muốn cho Trung Quốc lên đi xuống cái hãng Pew Research, nó bỏ khoảng thời cộng đồng dùng cái từ 34.904 người, mà như vậy rồi phải gọi điện thoại cho 32 quốc gia để phỏng vấn 35.000 người. Cái Dũng nghĩ nó bao nhiêu tiền? Nhiều tiền lắm chứ. Bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời gian. Mà để nó ra một cái cuộc thăm dò như vậy, nó phải gọi tới, chẳng hạn như một nước khoảng 1.000 người, 1.000 người Thụy Điển, phải thuê ông Thụy Điển nói biết tiếng nói Thụy Điển nhé, đúng không? Phải rồi phải thuê người đặt câu hỏi, phải thuê người tổ chức ngồi huấn luyện, tổ chức gọi, tổ chức ghi chép, tổ chức thống kê, tổ chức báo cáo. Thì như vậy cái công trình bao nhiêu? Tại Việt Nam đã từng làm cho tụi Mark Gear Comedy một thời gian về vấn đề thăm dò dư luận, nắm biết được vấn đề. Cái sức tốn kém nó kinh hoàng. Phải ngồi nghiên cứu cái sample nó như thế nào, câu hỏi như thế nào, đâu muốn hỏi gì hỏi đâu. Phải còn lấy cái sample nó là bao nhiêu thành phần nữa, ở nào bao nhiêu thành phần, bao nhiêu nào, để mà thể hiện ra cái quan điểm của cảm xã hội. Phải không? Thế thì nó muốn thăm dò 35.000 người trên thế giới này, ở 32 quốc gia thì ít nhất một quốc gia có 1.000 người. Đúng không? Để nó đưa con số tương đối là cộng trừ 3%. Thì nó mới làm sao nó biết Nhật được tới 88% dân Nhật là chống Trung Cộng, 57% dân Nam Hàn chống Trung Cộng. Tại sao nó phải 53, phải 59 hay là 57? Trong cái con số đó rất là chính xác. Cái đó là khoa học không cãi được. Trên Trung Cộng mới thấy được cái bản án cho mình á. Là cả một thế giới này nghĩ xấu về anh. Đúng không? Cả một thế giới này nghĩ xấu anh. Thì anh Trung Cộng nhìn thấy anh là con yêu trong kính chiếu yêu chứ. Anh là con gì? Quỷ dạ xoa chứ. Quỷ dạ xoa. Không? Anh là con quỷ dạ xoa trong kính chiếu yêu đó. Không? Tránh không được. Cho nên cái Việt Nam bây giờ đó, anh đắc thắng những trường hợp như Trịnh Xuân Thanh bắt cóc, hay là bắt cóc như người này người nọ, hay bắt người Việt Kiều này ăn này nọ cái khác. Nhưng mà thực sự ra mà nói, cái người đã hại được ít lắm. Cá nhân có hại. Một Trịnh Xuân Thanh số quá. Một Assange của WikiLeaks. Một Snowden. Đã ăn thua gì đâu. What happened là happened rồi. Đúng không? Nhưng mà cách làm là trả thù bằng cách như vậy cho anh đỡ tức. Nhưng mà suy nghĩ bằng cái căm tức chưa bằng cái đầu. Lãnh đạo mà chỉ bằng cái sự tức giận, bằng với cái tức tối, thỏa mãn cái mong muốn riêng của mình, chưa phải là trao dọi. Cho nên vậy một số người ca ngợi Nguyễn Phú Trọng tình chiến từng mây. Tôi có đọc một số cái lời phát biểu ông tại khi ông đi thăm cử tri tại Hà Nội về vấn đề 749 Trung Quốc. Bữa nay mình sẽ nói cái này. Nhưng mà
qua cái thờ đó chúng ta thấy rằng những cái những anh phải cho những tay những người vô trọng tô lâm đức kính chiếu yêu hết thì thấy nguyên hình của vị ảnh là gì đấy. Yeah, ok. Dạ vâng, thưa quý vị, trong suốt một tiếng đồng hồ qua chúng tôi đã điểm lại cái quyền lực mềm, quyền lực cứng theo cái cách của cái nhìn mà cái lối khoa học cổ truyền cũng như là cái khối khoa học hiện đại để chúng ta phân tích thấy được cái hành động của Trung Cộng trong cái giai đoạn này. Thì quả thật, nhìn đi nhìn lại rồi đó thì Trung Cộng vẫn muốn, bởi vì cái quyền lực mềm nó sẽ tiến lên một cái nước đàn anh, cường quốc. Nhưng mà để trở thành một cái cường quốc và thực hiện cái quyền lực mềm đó, nó phải đi từ một cái gọi là vương đạo, chứ còn đi theo cái kiểu bá đạo khó. Ví dụ như là Việt Cộng mà mình thấy đó, như là hôm qua đó, gặp một người bạn mà trước đây trở về Sài Gòn mở cái trường dạy Anh ngữ 10 năm, cái tiền bạc cũng dồi dào, nhưng cuối cùng đó, không biết là trong một cái đêm nào đó tự nhiên là gửi tới cho anh, mời anh lên công an, và sau khi cái người bạn của anh ở công an tiết lộ rằng anh sẽ bị tội rất là nặng, có thể là bị tù 10 năm, 20 năm, trốn chạy liền và cái trường mất tiêu, thì cái kiểu hù dọa và hăm dọa như vậy đó, nó chỉ để lại cái hậu quả ghê gớm cho cái kiến thức cũng như là cho cái chế độ cũng như là những người thực hiện đó. Và thưa quý vị, cái chuyện mà kỳ thị giữa miền Nam, miền Trung, miền Bắc của đất nước Việt Nam, nó cũng là một trong những cái kế sách mà bây giờ đó Trung Cộng và Việt Cộng đang thực hiện. Nhưng mà cái thực hiện đó rồi cuối cùng nói như Nguyễn Xuân Nam là lấy súng bắn vào chân của mình, nó càng xa, nó càng cao thì nó càng đau, càng lỡ lối mà thôi. Thành thử ra cái quyền lực mềm là một cái nơi mà như chúng tôi thấy rằng nó rất là hay. Tuy nhiên muốn thực hiện được như vậy đó, nó phải ở trong một cái tầng lớp, ở trong một cái ý thức hệ, ở trong một cái phong cách của một cái kẻ cao hơn. Chứ còn mình vẫn đi là đà, mình vẫn thù hàng, mình vẫn tìm mọi cách như là kỳ thị, như là nghĩa là nhỏ to, như là hối lộ, tham nhũng hay là mờ mịt, chứ không có trong sạch, thì cái chuyện đó quả thật là một điều khó. Mà khi khó rồi đó thì anh có muốn gì đi nữa cũng hết sức là khó khăn. Và nếu càng khó khăn á, thì anh càng đi lòng vòng. Và cuối cùng á, anh là cái kẻ mà ở trong cái thế cô độc, chứ khó để mà người ta có thể kính yêu, người ta có thể thương yêu và người ta có thể hỗ trợ cho anh để trở thành một cường quốc đại gia như là Hoa Kỳ. Thì đó là cái điều mà có lẽ là hôm nay chúng tôi đưa cái thông điệp này ra, và xin quý vị nghiên cứu thêm để thấy rằng cái quyền lực mềm lúc nào nó cũng phát triển ở trong những cái quốc gia mà chúng tôi nghĩ rằng nó phải đòi hỏi có một sự văn minh, nhân bản và tốt đẹp hơn. Và trở lại với anh một lời tóm tắt anh ạ. Kim giống như trong chòm xóm này đó, không? Sống trong làng xóm nó thương, bắt đầu từ chuyện nhỏ, trong làng xóm thương, người trong xóm trong làng nó quý nó mến, tối lửa tắt đèn chạy qua nó lo lắng giùm cho anh, chứ còn hung hăng quá, bỏ tiết quá, thì lúc mình cái già có lúc, chuyện gì, lúc đó, mình đau yếu không ai tới cứu, đau yếu hữu sự, ta quay lưng lại đi hết. Thì cái quy lực mềm nó là nó không có mạnh nhưng rất là bền và rất là lâu dài và nó khó phai mờ được, cho nên cái đó mới là nó góp phần thịnh trị của một quốc gia. Mà cái muốn để giáo sư Dũng nói câu đôi kết luận rất là thích là cái tâm nó phải sáng, cái tâm của dân tộc, cái tâm của đất nước, chứ không phải là cái tâm của một kẻ lừa lọc mưu đồ, giận dữ, tức tối, ích kỷ, thù hận, bắt Trịnh Xuân Thanh là chỉ có gan tức thôi, xóa tất, chà đạp tất cả luật pháp quốc tế, công pháp quốc tế, nhân quyền quốc tế để chỉ thỏa mãn ý định bắt trở về cho tao, thì như vậy làm sao trị dân được? Làm sao trị quốc, không có trị dân được, không làm sao trị nước được, làm sao trị bình thiên hạ được? Cái tâm nhỏ quá, cái sự suy nghĩ nó nhỏ quá, cái tâm cỡ đó, tâm cỡ ác độc của những đứa con nít, không phải là nhà lãnh đạo. Do vậy mà có một số trí thức hải ngoại công đầu công đít khom lưng để mà ca ngợi, thì thú thật mà nói thì họ cũng là một hạng người vậy thôi. Thú thật mà nói, mà nghe cái đó cũng thấy buồn. Xin kính chào quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chúc quý vị một cuối tuần an vui. Kính chúc anh bình an.